Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chúng tôi trong một điểm tin và điểm báo hàng ngày trên đài VNTV 7.3. Thưa quý vị, sau đây là một ấn tin ngắn. Thưa quý vị, thì hôm nay Tổng thống Trump đó, ông tuyên bố ông sẽ ký một cái sắc luật, bởi vì gọi là nếu mà chưa có luật đó thì là sắc luật. Sắc luật tức là do bên hành pháp có quyền, là executive order, thưa quý vị. Còn luật thì phải do Quốc hội quyết định. Thì cái sắc lệnh này nó cũng có giá trị, nhưng mà nó sau khi thi hành thời gian thì nó phải đưa ra Quốc hội để biểu quyết. Thì cho rằng cái việc mà người ta nhập cư vào Mỹ á, nhiều quá, làm cho dân Mỹ không có việc làm, nhất là bây giờ đó tình trạng khủng hoảng kinh tế rồi. À, chính phủ phải cứu nước Mỹ, không biết bây giờ mình không biết tính bao nhiêu ngàn tỷ nữa, đưa ra 2.000 tỷ thì mới cái vèo hết rồi, có một tuần cái hai tuần cái hết mất rồi, bây giờ phải kiếm thêm, phải Quốc hội phải hoạt động thêm nữa để có tiền thêm, Tổng thống cũng đề nghị như vậy. Thì bây giờ vấn đề đó là nền kinh tế mở lại thì thế nào, thì chắc chắn phải mở lại thôi, là dịch nó tàn lui thì phải kinh tế nó phải tái hoạt động. Nhưng mà mở lại thì bây giờ người mà worker đó, người nhân công đó, là của người Mỹ sẽ bị cạnh tranh bởi những người ngoại quốc, nhất là các nước ở Nam Mỹ Latin, họ lên và họ có sức khỏe lắm, họ làm việc nặng nhọc nữa, và họ bất chấp cái việc bảo hiểm hay đồng lương trả thấp gì, cái gì họ cũng làm. Mà sở dĩ quý vị thấy mình ở đây mình ăn rau trái rất là rẻ nhiều hơn ở Việt Nam nữa, với cả thế giới, là nhờ cái sức lao động của anh em Mỹ Latin đó. Cho nên không có đó, thì xin lỗi là nó mắc vô cùng đâu, người Mỹ trắng họ không có làm mấy cái nghề này đâu. Thành ra vì vậy cho nên bây giờ ông ký một cái, ông tuyên bố là ông sẽ ký một cái sắc luật để mà không có cho cái dân nhập cư vào Mỹ nữa. Đây là cái nguyên văn đây, thưa quý vị. Thì là cái chuyện đó là đó giờ, cái đây cũng là một cái mà ông khi ông ra tranh cử hồi năm ngoái ông cũng đã có công bố rồi, thì bây giờ ông tiếp tục thôi. Đấy là ngày 20 tháng 4 ông cho biết ông đã ký một sắc lệnh tạm thời đình chỉ nhập cư vào Mỹ để mà trong cái bối cảnh mà nền kinh tế nước Mỹ đang bị vật lộn đó. Thì trong một bài đăng trên Twitter của ông nói thêm rằng các biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh là cái cuộc chiến vô hình này nó tàn phá nền kinh tế của nước Mỹ. Và trong đó thì ông Trump cũng cho biết là sẽ sử dụng, ông không có nói rõ ông sẽ sử dụng bằng cái cơ chế nào, nhưng mà ông ký sắc luật thì nó có giá trị rồi. Việc đình chỉ tất cả các hoạt động nhập cư sẽ đóng vai trò cho một cái để trở lại cái nền kinh tế tái hoạt động trở lại. Và khi ông ra tranh cử, ông đã hứa là ông sẽ chấm dứt cái chuyện này, do đó ông mới xây dựng cái bức tường ở bên border giữa Mexico đó. Quý vị thấy là cách năm ngoái đó, một cái đoàn lữ hành vậy, mấy trăm ngàn người tự nhiên ào ào từ tất cả các nước Nam Mỹ tràn tới biên giới Mexico để vào Mỹ để kiếm ăn. Bây giờ kinh tế các nước Nam Mỹ nó nghèo quá, thì vào đây họ làm một ngày $10 là họ sống rất vững rồi. Đấy, còn ở bên nước đó họ kiếm $1 cũng không có. Thành ra đây là một cái quyết định mà trên tweet mà ông đây chắc chắn là Quốc hội sẽ phản đối, bởi vì Quốc hội đa số ở Hạ viện là của Dân Chủ, họ sẽ phản đối, nhưng mà chuyện phản đối là phản đối. Ông không có đưa ra luật đó, ông ký sắc lệnh thì nó phải thi hành. Thưa mời anh. Dạ vâng, như chúng tôi cũng thưa là đây là một hình thức chính trị, quý vị lãnh đạo của Bạch Cung nhiều khi có những cái hành động mà người giới làm luật ở bên dưới Hạ viện không thể nào mà chống phá được. Tại vì khi mà ký một cái sắc luật, một cái quyết định như vậy, có tính cách hành chánh như vậy, thì bên không cần phải hỏi qua Quốc hội, thưa quý vị, trường hợp nào những cái dự luật về lý do liên quan đến kinh tế hay là những cái vụ bổ nhiệm những phân được cao cấp thì cần phải Quốc hội chuẩn chi. Nhưng mà còn vấn đề mà làm những cái quyết nghị hành pháp như vậy để không cần phải qua Quốc hội, Quốc hội có nói gì nói, việc làm vẫn cứ làm. Bây giờ tới một cái vấn đề quan trọng mà hơi ngược đời, thưa quý vị. Chúng ta biết trước giờ thì đi mua bán thì người mua phải trả tiền người bán, bây giờ thì vấn đề dầu hỏa đó, thưa quý vị, thì vấn đề trở lại cái vấn đề giá dầu hỏa mấy hồi này nó xuống quá trời, nó xuống nhiều quá. Tại vì chúng ta biết trong cái thời vừa qua thì vấn đề xe cộ không có đi ra ngoài đường, không có ai đi ra ngoài đường đâu. Không có xe cộ mà đi, chỉ có hạn chế trong cái việc vì cần gấp mới đi thôi. Bình thường là không đi chơi, không du lịch nữa, thì các hãng hàng không là không cần xăng,
các tàu, các du thuyền cũng không có cần dầu. Do đó thì dầu bây giờ ế độ bây giờ xuống tới cái mức độ như thế nào thưa quý vị? Bây giờ là các người mà các chủ công ty dầu mà sản xuất dầu bây giờ là phải trả tiền cho người mua đó. Tại giá dầu Mỹ bây giờ sản xuất mức âm luôn đó. Tại bây giờ người ta không biết cái chứa dầu đã hút ra để vào đâu rồi. Bây giờ người ta đang tìm những biện pháp các nơi để tìm các tàu chở dầu để lưu trữ những nguồn dư thừa này. Đó, bây giờ tìm, chúng ta biết là dầu bây giờ chỉ có cách chứa bằng cho các tàu dầu thôi. Bây giờ thì dầu ra nhiều quá bán không được thì cần nhiều tàu để mà chứa dầu. Do đó tàu thì tàu, các những tàu thủy loại trọng tải lớn có thể chứa được mấy chục ngàn tấn dầu. Nhưng mà bây giờ thì chứa hoài cũng không biết là tìm ra đâu ra, do đó người ta phải năn nỉ người mua. Người mua bây giờ người mua được mua nhưng không phải trả tiền, mà nhà người bán phải trả tiền người mua nữa. Điều rất là lạ lùng mà trong lịch sử của vấn đề giao dịch dầu hỏa bây giờ chưa từng thấy. Bây giờ cái giá dầu thô của người ta cho biết rằng là ở giao dịch trên 20 đô la một thùng giá dầu thô Brent được dùng ở Âu Châu, và còn lại cũng giảm 26 đô la một thùng. Đó, và các cái tổ chức vận động doanh nghiệp ngành dầu khí ngoài khơi của Anh cũng cho biết là giá dầu đang đứng số âm, tức là mà mua rồi còn được lời nữa. Và bây giờ người ta đang cam kết rằng là sẽ cho những người mua được có nhiều cái thuận lợi hơn. Nhưng mà điều này thì chứng tỏ là đây là một cái sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng luôn. Mà một khi mà những cái người sản xuất dầu mà lại không có tiền mà lại phải tìm cách năn nỉ cái người mua đó, thì trong tương lai khi mà kinh tế phục hồi lại, đương nhiên họ sẽ đập lên và giá dầu sẽ vọt lên. Lúc giờ giá dầu vọt lên, lúc giờ thì những người mà tiêu thụ là mà chơi với luôn á. Vì những cái kho chứa dầu đất liền bây giờ đang bị đầy rồi, bây giờ chỉ còn mong các tàu dầu đi mênh mông ngoài biển khơi thôi. Thì Tổng thống Donald Trump cho biết là chính phủ mua dầu để đưa vào quỹ dự trữ quốc gia. Nhưng mà điều đó thì khó có thể thực hiện. Tổng thống Donald Trump nói như vậy không thực hiện, tại vì ông không nghĩ rằng là những cái kho lưu trữ của Mỹ đã bị lấp đầy rồi, đang bị đầy dầu rồi, ở các kho Cushing rồi, các điểm phân phối dầu chính của Mỹ đó. Nó tăng lên 50% rồi mà bây giờ bán tháo bán đổ ra luôn, không có người mua thưa quý vị. Thành ra đây là một vấn đề rất là nhức đầu cho nhân loại, nhưng mà cũng lo lắng cho chúng ta, tại vì bây giờ giá dầu xuống nhưng mà khi nó vọt lên cái thì những người tiêu thụ của chúng ta bắt đầu đi làm lại trở lại, lúc giờ phải mua cái giá dầu rất là cao. Vâng, bây giờ mình trở lại một cái tin về corona, và có cái cuộc nghiên cứu này nha quý vị. Chúng ta cũng cần phải biết những cái chung quanh nó chứ không phải là vấn đề chỉ trị bệnh thôi. Thì bây giờ cái người ta đã ở Mỹ này đó, bây giờ khả năng mà để kiểm tra đó, kiểm tra cái kiểu các nước nhỏ là toàn dân đó thì không thể làm được. 300 mấy chục triệu con người làm sao mà làm cho mỗi người hết. Tuy nhiên có những người họ tự động họ ra phòng tư rồi họ làm đó. Thì bây giờ trong cuộc nghiên cứu mới này nè, người ta khám phá ra một điều là nhiều người nhiễm coronavirus hết lắm á, mà không có triệu chứng gì hết, họ bình thường, họ có lẽ hơi nóng nóng hâm hấp chút đỉnh rồi hết, họ tưởng cảm cúm thường thì đâu có ai đi vô bệnh viện chi tốn tiền mà lại còn có phải cách ly nữa. Thành ra bây giờ đó, một cái khám phá mới này trên mạng báo VOA nha quý vị muốn xem thì vào xem chi tiết thêm. Nhưng mà tôi nói một cách tổng quát thôi, là một loạt các nghiên cứu mới cho thấy rằng có rất nhiều người Mỹ đã bị nhiễm virus corona mà không có triệu chứng nào hết. Do đó lại là điều tốt. Hên mà xui mà hên, đời khó nói, nhưng mà điều nó lại tốt cái là người ta không sợ lắm. Bởi vì nếu mà cứ ám ảnh là hả nó dính vô là chết thì người ta sợ lắm chứ, ai không sợ chết. Thì bây giờ nói rằng quá ra căn bệnh này gây chết ít người hơn mà những gì mà người ta lo sợ từ lâu nay. Ít người tức là có nhiều người bệnh rồi mà không chết. Họ gọi là miễn dịch cộng đồng đó quý vị. Tức là có những người họ có cái kháng thể trong người. Thí dụ như mình không biết được cái nó lúc nào bệnh hay không, nó triệu chứng thì ho sốt thì cảm nó cũng ho sốt vậy đấy, nhưng mà cái ho sốt của bên kia nó khác thì người đâu phải chuyên môn đâu mà biết đó. thì
có rất nhiều người bị. Đây là một tin tốt lành, nhưng nó cũng có nghĩa là không thể biết ai xung quanh bạn có thể đã nhiễm virus. Điều đó làm cho việc ra các quyết định về kinh tế như là tái khởi động cái việc mà mở lại cái đất nước là một việc làm rất khó vô cùng. Bởi vì có nhiều người họ bị mà họ tỉnh bơ thì làm sao? Thử máu thì mới biết. Nhưng mà làm sao thử máu hết toàn nước Mỹ? Đấy, đó. Thành ra mở cửa trường học bây giờ cũng khó. Nhiều đứa nhỏ nó bị mà đâu có biết đâu. Đã có cuộc ghi nhận vào tuần trước đó, thì những ca bệnh thầm lặng như thế này đó, rất nhiều ở thành phố Boston. Ở Boston, ở bang Massachusetts đó quý vị. Thì một hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ và kể cả những phụ nữ mang thai ở bệnh viện ở New York đó, họ thử máu ra mới biết có kháng thể, tức là bị vi trùng nó tấn công rồi thì sức trong người mình đó, cái immune system của mình nó đánh lại thì có cái kháng thể. Thì người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết là 30% người nhiễm bệnh có thể không có triệu chứng gì hết. Đấy, đấy. Đấy, thành ra cái bây giờ đây là một cái cũng tin vui để người ta đừng sợ quá, cái gì bệnh á, thì có thuốc chữa, vaccine sắp sửa ra rồi, nước Mỹ sẽ cuối năm nay có vaccine rồi quý vị, có vaccine thì khỏe thôi, người ta kiểm chích cho mình giống như cảm cúm vậy. Vâng, mà dạ vâng, thưa quý vị, có một cái tin này cũng liên quan đến COVID thì chúng tôi cũng xin thông báo với sự dè dặt, tức là tiến sĩ Vũ Xuân Quân và quyền Đinh Xuân Quân vừa cho biết là có một cái thông báo về xét nghiệm COVID miễn phí. Thông báo về xét nghiệm COVID miễn phí thì cái thông báo này cho biết rằng là một tổ chức Việt Nam đã sẵn sàng để cho cái vấn đề xét nghiệm COVID miễn phí, đó là tổ chức Project Ngọc. Thưa quý vị, chúng ta đã biết tổ chức Project Ngọc trước bây giờ vẫn hàng năm vẫn tổ chức một phái đoàn đi về Việt Nam để chữa những cái bệnh mà là sứt môi đó, thưa quý vị, sứt môi, những bệnh về mắt và nhiều thứ bệnh mà Việt Nam không có phương pháp chữa. Thì bây giờ đó thì Project Ngọc có ra một cái thông báo là sẽ thử miễn phí cho 2.000 người trước mắt miễn phí, và quý vị có thể vào cái projectvietnam.org thì vào đó người ta sẽ cho biết quý vị được miễn phí và thử máu miễn phí, không phải trả đồng nào hết. Đây là một cái tổ chức, một cái hành động nhân đạo của tổ chức Project Ngọc, là tổ chức vẫn thường giúp đỡ cái người. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi đã hết giờ cho ngày hôm nay. Cảm ơn anh Chủ tịch Tiến rất là chăm chút cho những cái tin tức mới nóng hổi để trình bày quý vị, và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.